không thèm một cuộc gọi nào về hỏi thăm con thăm cái gì. Tôi nhiều lúc tôi nhìn hẳn đứa cháu mà tôi nghĩ tuổi thân. Bây giờ nghĩ bảo tuổi thân đứa cháu mới được một tuổi mà nói bảo bồ côi mẹ thì nó hơi quá. Ai con gái bỏ con chịu rồi, đấy biết khổ. Em xem ba phải khóc với mày ấy. Mày bỏ con thế à? Chưa từng có. Mày là người bỏ con nhá, hoàn cảnh không có phải về mà chăm con chứ. Ông ba thì già. Con ba ấy chọn gấu đỏ, ba ra mày bảo chọn thế này thì cháu chỉ nữa à? Mình chỉ thương đứa cháu mà bác ấy. Đúng rồi. Đứa cháu nó bé bé, nó không biết hiểu, nó nụ quá, nó bé quá rồi. Ra viện này nhìn nó càng mòn tự, đi thương cháu. Cháu mòn quá. Mà mẹ thì bỏ không mẹ hiểu cái kiểu bỏ. Gì. Bây giờ mẹ phải chăm con chứ, ai để con thế. Đấy mày chăm video mày chăm, ba Toàn phải khóc, mày con mẹ không? Ông bà bằng nào được bố mẹ nó được. Đứa con đẻ ra bây giờ là mẹ nó là trên hết. Bây giờ mẹ nó bỏ đi rồi thì đành ông bà nội phải đang mang thôi, chứ chả làm như này chả ai bỏ được. Có chăm đến mấy chăng nữa cũng không thể bằng mẹ nó được. Con người ai cũng thế rồi. Này bà ngoại con đi làm về cho con lên ngoại chơi buổi. Thì cháu lên xe là tư là đi đi nè. Cái đứa cháu nhà tôi không được cú điện thoại nào của mẹ gọi về. À, có thích thì nó bán thận đi để mà nó gửi về cho. Đấy là mẹ của đứa cháu nói. Đấy, thưa quý vị, là một trong những cái lời nói mà rất là vô trách nhiệm với đứa con của mình. Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đến rồi. Vâng, thưa quý vị, thì hiện tại bây giờ là Đạt đang có mặt tại thôn Vật Yên, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để đến thăm hỏi động viên cũng như là hỗ trợ một hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn tại địa bàn nơi đây. Thì qua cái thông tin tìm hiểu ở trên mạng xã hội thì là Đạt biết được rằng cái hoàn cảnh này là đặc biệt là khó khăn. Thì gia đình thì có hai ông bà là ông Đạo và bà Tất, thì là có một cháu nhỏ. Là năm nay là cháu là mới tròn 13 tháng tuổi thôi. Nhưng mà cháu đã bị mẹ bỏ rơi từ cái lúc mà cháu mới có 8 tháng tuổi. Và hiện tại bây giờ là cháu đang bị viêm phổi rất là nặng và phải nằm viện. Và ông bà thì cũng rất là khó khăn và không có cái điều kiện kinh tế để mà đủ để có thể là chữa chạy cho cháu. Nắm bắt được cái tình hình đó thì hôm nay Đạt đến đây thì rất là may mắn là khi gặp được chú là một khán giả đã thường xuyên theo dõi kênh của Đạt đến rồi. Và đúng chú rồi. Đã rất là nhiệt tình để tôi mà... là đương nhiên là tôi theo dõi là cái kênh của các anh là rất là nhiều. Thế cho nên là như thế là tôi được là như thế là nhìn thấy là các anh đã giúp đỡ. Và là như thế là nhiều, không phải như thế là ông bà, hôm nay ông bà Đạo Tất đây mới là đến. Còn hôm trước là như thế là mọi khi là anh đã đi giúp đỡ là công ty là giúp đỡ cho bà con trong Việt Nam mình là rất là nhiều cái vị trí khác nhau. Cho nên là như thế là đương nhiên là hôm nay là tôi nhân tiện hôm nay là tôi vào đây thì như là gặp các anh ở đây. Thì đương nhiên là tôi chỉ đường thì là đưa các anh vào đây thì là để cho tới nhà ông bà Đạo Tất. Thưa quý vị, là đường con đường từ ngoài đường lớn để vào nhà ông bà Đạo Tất thì cũng rất là ngoằn ngoèo và rất là khó để mà tìm được đường. Đấy, may quá thì hôm nay chả biết là ra đường là bước chân trái chân phải mà gặp được chú ấy, chú ấy dẫn đến tận nơi luôn. Đúng rồi. Đấy, cảm ơn chú nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng vào để mà thăm gia đình luôn nhỉ? Rồi, ok. Đấy, thì chú có thể là chia sẻ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà ông Đạo bà Tất này để cho khán giả biết rõ hơn được không ạ? Vâng. Là đương nhiên là cái ông gia đình nhà ông Đạo Tất này thì từ trước đến nay ấy, thì là đương nhiên là ông ấy bên hộ nghèo. Gia đình hoàn cảnh nó rất là khó khăn. Chứ không phải là như mọi người khác. Thế vì thế cho nên là đương nhiên là hỗ trợ được hộ nghèo thì ông bà ấy làm được cái gian cửa này. Gian nhà này. Thế thì trong khi đó này sau này lấy xây dựng cả chồng cho các con. Thì riêng đứa con gái thì lại phải lấy chồng hai lần. Thế còn thì là đứa con trai đây này, con trai của ông bà Đạo Tất thì đương nhiên là ông ấy lấy vợ cho các cháu thì sinh hạ ra được một đứa cháu gái là đang nằm viện đấy ạ. Đang nằm viện đấy. Thì đương nhiên là từ lúc 8 tháng tuổi là mẹ nó đã bỏ đi rồi. Thế cho nên là gia đình nhà ông Đạo Tất này rất là khó khăn. Thế cho nên thì mong là bên Nam Dược công ty Phúc Lâm Bảo Đường thì là giúp đỡ cái hoàn cảnh của ông bà ấy để cho các cháu nó lành lặn nó trở về. Dạ vâng.
Rồi, thì... chào chào ông ạ. Vâng. À, cháu giới thiệu với ông, cháu là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Nam Dược Phúc Lâm. Vâng. Thì công ty của cháu có cái hệ thống phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Phúc Lâm Bảo Đường để vâng. chuyên điều trị các bệnh vấn đề về xương khớp ấy. Vâng. Thì là mỗi tháng thì cháu có trích ra một khoản doanh thu để đi giúp vâng. đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì à, nắm bắt được là cái hoàn cảnh của gia đình ông đặc biệt là khó khăn trong cái vâng. thời điểm hiện tại, thì hôm nay là cháu đến đây để mà thứ nhất là thăm hỏi động viên cũng như là tìm hiểu về cái hoàn cảnh của ông để mà tìm cái hướng mà giúp đỡ cho gia đình nhà ông. Vâng. Vâng ạ. Thế thì đây ngồi đâu ông nhỉ? Không ngồi phản đây. Dạ vâng, cái ngồi phản đây cũng được. Thì cho cháu hỏi là thế bây giờ là cháu nó vẫn đang nằm ở viện hả ông? Vâng. Vâng. Thế là cháu đấy là cháu nội của ông đúng không? Vâng, cháu nội. Vâng. Thì... cháu nghe là sinh ngày 26 tháng 8 năm ngoái. À, 26 tháng 8 năm ngoái à? Vâng. Thì tháng 8 này được 1 năm rồi. Vâng. Theo cái thông tin mà cháu biết được ở trên mạng xã hội ấy thì là cũng có người đăng lên vâng. để mà kêu gọi giúp đỡ. Vâng. Thì cháu mới biết được cái hoàn cảnh của ông, thì là cháu thấy là bảo là cháu bé đấy là bị mẹ nó bỏ từ lúc mà nó 10 tháng không? 8 tháng hơn 8 tháng thì vâng. nó đi rồi. Vâng. Thế ông có thể là chia sẻ qua cái câu chuyện đấy để cho cháu cũng như quý vị khán giả của cháu được biết rõ hơn được không ạ? Vâng, thế cái này thì các ông thông cảm, bởi vì gia đình tôi thì nó khó khăn. Vâng. Bên cháu thì nó cứ đi làm thì đi hết cho nó kia thì nó chả được, bây giờ nó vớ được người tận trên Bắc Giang rồi chứ không phải ở đây. À. Thì đến lúc thì tôi và vợ chồng cũng bảo thôi thì thời buổi bây giờ con gái giờ nó cũng hết rồi, xấu đẹp cốt nhất là nó về nó ngoan ngoãn, không ngờ đâu vào cửa trước nó ra cửa sau luôn, thì mình đến chịu. Vâng. Không ai giữ được nó được. Vâng. Đến đây nơi có ông Nguyên đây thì dân làng này, còn tôi đây thì bệnh từ nhỏ rồi. Vâng. Nghĩa vụ này tôi không gánh từ lúc tuổi còn nghĩa vụ cũng không phải gánh rồi. Vâng. Bố mẹ thì bố thì mất từ năm mới lên 3 tuổi thôi. Ông ạ? Vâng. Vâng. Ông cụ đẻ tôi ấy, mất từ năm tôi mới lên 3 tuổi. Thì đến năm 86 lúc ấy. À. Lúc ấy tôi 23, 24 tuổi thì mẹ cũng mất, thì lúc ấy tôi là cũng bệnh động kinh thì chưa lấy được vợ. Vâng. Thì tôi ở với anh trai với chị dâu trong kia. Anh cả tôi bây giờ thì cũng yếu rồi. Nằm đâu thở đấy được, ông Liên đều ông biết rồi. Vâng. Thỉnh thoảng ra viện suốt khổ bệnh khó thở. À. Vâng. Thế là chính ông là ông cũng là bị động kinh từ nhỏ. Bị à. Bệnh động kinh nhưng mà xong từ ngày tôi lấy vợ thì nó khỏi cái đấy rồi, nhưng mà mắt bây giờ thì càng ngày nó càng mờ. Vâng. Bây giờ mắt ông có mờ lắm không ạ? Mờ, nhìn ở đây nhìn bác ngồi đây nghĩa là tôi chỉ nhìn mờ thôi chứ chả nhìn rõ mặt được. À. Bây giờ đi ra ngoài các ông, các cháu hoặc là các ông, các bà chào lên tiếng thì mới nhận ra tiếng là ai, chứ còn bây giờ chả nhận ra ai mới ai nữa. À. Thế ông đã đi khám mắt bao giờ chưa ông? Đi khám thì người ta bảo là bị bẩm sinh từ bé nên là cũng không ấy được. Vâng. Thế, từ bé là ông cũng đã bị mở mắt thế rồi á, hay là đâu, mấy năm trở lại đấy? Từ bé lúc còn nhỏ thì nghĩa là tôi đi học thì chữ sách giáo khoa tôi vẫn nhìn được, nhưng xong mãi dần dần càng ngày nó càng tuổi càng cao thì mắt nó càng kém đi. À, thế cũng có thể là do còn cái yếu tố về thần kinh. 94, 95 thì tôi vẫn còn đi gánh gạch đây, có ông này biết đi làm thuê mãi mới thợ ngày 101, 102 nhá, xong dần dần mới lên 200, sau tôi đi tôi gánh gạch mãi trên tầng ở. Vâng. Thế thì cái chị con dâu của ông ấy là vâng. chị ấy là sinh năm bao nhiêu hả ông? Sinh năm 2003. 2003. Vâng. Thế con trai của ông là sinh năm bao nhiêu ạ? Con trai ông ấy. À con trai con tôi trai ấy. Của ông. Vâng. Con trai là năm 97. 97 à? Vâng. À. Thế mà 2003 thì cũng là người trưởng thành rồi. Vâng. Mà đẻ được cũng con qua ra một đời chồng rồi. À. Qua một đời chồng, nó bảo là lúc trẻ đến nó về đây nó kể là năm 16 tuổi nó đang đi học thì cái anh ấy làm hàn xì ở cái trường học đấy thì nên là có chửa trước thì nó cưới, nhưng mà gia đình là nó là cưới là nó muốn là cưới về để nó đăng ký cho con nó thôi chứ vâng. nó không lấy đấy, cái kiểu nó mắc lừa lúc giờ nó mà bỏ thì nó sợ nó bị người ta cảnh báo, bởi vì là hiếp dâm cái bọn gái chưa đủ tuổi vâng. đấy vâng. cho nên là nó bao che nó lấy cho đủ tuổi đăng ký, nó đăng ký xong thì là nó bỏ đấy. Thì đi làm ăn thì thằng cu nhà tôi đây thì nó cũng đi làm ở trên Bắc Giang đấy, làm công ty điện tử trên đấy thì mới quen nhau. Vâng. Thì đến khi nó cưới về đây rồi nó
Nói chung là nó ở trên đấy thì nó vào nhà trọ với nhau thì nó ngủ với nhau. Nghĩa là tôi nói thẳng là lúc cưới về đây là nó cũng có chửa trước rồi, mới cưới tháng 2 năm ngoái thôi. Vâng. Đấy, có chửa trước tháng 3 tháng rồi. Vâng. Đấy, thật ra là thưa quý vị là không hiểu lý do vì sao mà cái bạn đấy mới sinh năm 2003 mà con mới có được 8 tháng thôi mà nỡ lòng nào để bỏ đi. Thật sự là... Đấy, cháu đi đúng thì hôm nay là không thèm một cuộc gọi nào về hỏi thăm con thăm cái gì. Vâng. Tôi nhiều lúc tôi nhìn hẳn đứa cháu mà tôi nghĩ tuổi thân. Bây giờ nghĩ bảo tuổi thân đứa cháu mới được một tuổi mà nói bảo bồ côi mẹ thì nó hơi quá. Mà đúng là quá đó, như là bồ côi mẹ nó có gặp phải gì đâu mà. Vâng. Thế bỏ đi từ ngày đến giờ là có liên lạc được gì không? Số điện thoại thì gọi đấy nhưng mà nó không nghe máy. Không nghe máy à? Không nghe máy. Vâng. Số điện thoại thì vẫn còn nhưng mà nó không nghe máy. Vâng. Thế thì qua cái video này thì ông có lời nào mà muốn nhắn nhủ đến bạn ấy không? Rất có thể là bạn ấy sẽ xem được cái video này đấy ạ. Video thì chồng nó làm như kia thì nó nhắn tin đấy nhưng mà nó có trả lời đâu mà. Không trả lời à? Không trả lời. Thì đây ông muốn là có lời nào mà nhắn nhủ đến bạn ấy không? Không, đấy, qua cái này video thì tôi này. Bây giờ thì nó bảo nó bây giờ mà gọi theo nó thì bây giờ nó cho mình thì cũng đúng như tôi nhưng muốn gặp nó một cái bảo trên đồ đạc quần áo của nó thì tôi đúc cả những vấn đề tất đến nhà ngang kìa. Vâng. Bảo nó không ấy, nếu mà không ở với nhau thì về mà mang bỏ đồ đi. Vâng. Nhưng mà nó không nghe máy. Đấy. Bây giờ là các anh đang làm video đấy rồi này. Thế là bây giờ ông muốn nói với con dâu ông ấy thì là một vài câu nào hay không thì là như thế, đương nhiên là ông cứ nói bình thường thế này là video nó thu tất đấy mà. Vâng. Vâng. Thì ông cứ nói đi, ông muốn nói gì về con dâu của mình? Là mẹ xem xét mẹ xem thế nào. Thế nói thực sự ngay ông này này. Thì hai vợ chồng nó lúc nó về đây cái sắp tháng 5 tháng 6 thì nó xin con bé trước nó quen chồng nó thì nó xin cho làm ở công ty sữa trong đống suối hài này. Vâng. Chỗ đống bằng tạ đấy, à cái gì bất bạt thì cái gì đấy, công ty sữa tươi Ba Vì đấy. Vâng. Nằm ở đấy thì xong rồi nó vào nó nằm đâu vài hôm nữa thì chồng nó bảo chán quá cứ đi vào nằm, đang nằm lại bỏ đi vào lại nằm lại kêu chóng mặt thế đi lại vào lại ngồi với cái cô quản lý trong đấy, cô bảo chả làm được thì nghỉ mẹ đi đấy. Vâng. Thì nó cũng bảo thôi đấy xin nghỉ thì xin nghỉ, nó cho nghỉ luôn. Vâng. Nghỉ thì nó về nó ở nhà đây thì bảo nó đi may thì nó bảo nó may chậm nó chả may được đấy. Bảo đi cấy thì nó bảo con bị nội bùn ngứa lắm con không nội được. Vâng. Thì đến chịu nó. Vâng. Thế từ đấy chỉ có thế thôi, nó bảo thế bây giờ về nông thôn mà đi làm nghề cũng không làm được, làm ruộng cũng không làm được, thế thì làm thế nào được hả con? Chỉ bảo nó thế thôi. Vâng. Thì nó cũng chả bảo thế nào. Nên nói thực tế là con đấy thì nó lại ăn quả từ bé, nó trở thành quen mất rồi. Vâng. Tôi đi ra ngoài kia thì ai bảo nhà nào con dâu ông Đạo đi đường vừa đi vừa ăn quả, ăn ngồm nga ngồm ngoằm, xấu hổ với con dâu, nói với ông thông cảm. Vâng. Đúng là con dâu bảo bị xấu hổ mặt với con dâu. Đầy chính cung 10 cô bán quán người cô bảo cứ thấy ra mua quán lại làm một cốc trà sữa uống. Thật ra thì bây giờ giới trẻ thì cái lối sống sinh hoạt của nó khác ngày xưa. Vâng. Thế nói chung là nó ăn uống được thì cũng là tốt thôi. Thì vâng. Cũng kệ nó ăn được. Không, chỉ sợ nó không ăn được, nó nằm biết, ở giường thôi. Thông cảm, nó ăn uống thì là... biết là nó ăn thế là được. Vâng. Đấy nhưng mà bây giờ mình có con thì phải tập trung chăm chú vào con. Bây giờ tiền nói với ông thông cảm, cái cháu nó đẻ ra nghĩa là được một tháng thì tôi mở cữ cho nó thì mời các bà, các bác, hàng, các bá, nội ngoại, hàng xóm. Đến mở cữ thì mỗi người cho 500, 100, 200, 300 thì nghĩa là được đâu 3, 4 triệu. Thì nó cầm rất. Vâng. Thì cứ nghĩ là nó để tiền nó mua sữa cho con, cuối cùng sữa cho con nó mua của con ấy trên công an thì nó chịu. Đến bây giờ lâu ngày chả người ta mới lại điện xuống hỏi thăm bảo cho xin tiền sữa. Úi dồi. Đấy. Thật ra thì như thế này, cháu thì cháu chưa tiếp xúc với con dâu của ông. Vâng. Nhưng mà với một người mẹ mà bỏ con từ lúc mà con mới có 10 tháng, 8 tháng tuổi. Vâng. Thì hơn là 8 tháng, nó đi nó biết là vâng. 8 tháng rồi. Thì là đã là một người là không bình thường rồi. Vâng. Người bình thường không ai người ta bỏ con như thế cả. Vâng. Đấy. Và hai nữa là đôi khi có thể là bạn này sinh năm 2003 thì có thể là bạn ấy cũng chưa hẳn là trưởng thành cho lắm. Vẫn vâng. Tính tình nó vẫn còn trẻ con. Đấy, ví dụ như ăn quà vặt rồi thì vâng. Là uống trà sữa mấy các thứ rồi thì tiền nong là được là không thèm là mua sữa cho con mà phải đi mua chịu. Lấy cái tiền đấy để tiêu riêng như thế là một con người là còn chưa vâng. Trưởng thành. Và đôi khi là cái cuộc thì sống nó ích kỷ. Ông anh trai thứ hai của tôi đây cũng có được một cô con dâu, ví dụ như người ở ngoài mơ ngoài kia này.
Thì cái chị ở mơ thì có con nằm ở viện. Vâng. Thì cùng với con bé nhà, cháu ở đây thì nó mới bảo thấy gia đình khổ quá, nó mới đăng lên mạng ở đấy, chứ nhà thì thực tế là nhà tôi không đăng. Vâng. Đấy. Vâng. Cái cô nằm ở viện cùng đấy, cô đăng lên thì cũng bảo là hỏi con bé con dâu ông anh thứ hai tôi cũng bị sát bị nghĩa đệ, giờ cũng ngồi đâu ngồi đấy, nghĩa là đi lại thì nghĩa đi lại thì chỉ dẫm rồi chứ không làm được cái gì nữa. À, thoát vị nghĩa đệ đấy đúng không? Vâng. À, bên cháu là chuyên là điều trị về thoát vị nghĩa đệ. Sát bị nghĩa đệ ra bệnh viện nằm hàng tháng, nó cho đi ông kia mổ nhưng ông không đi, ông bảo những người nói bảo mổ không biết có được hay không, mới sợ này. Vâng. Thế thì ông giới thiệu lên Phúc Lâm Bảo Đường của cháu nhé. Vâng. Bên cháu là rất nhiều trường hợp bị thoát vị nghĩa đệ. Vâng. Mà không đi lại được. Vâng. Hoặc thậm chí là tê bì hết chân tay, chân vâng. còn teo cơ. Và vâng. bên cháu cũng đã điều trị được đấy. Thì là bên cháu là chuyên về thoát vị nghĩa đệm xương khớp mà. Thì ông cứ giới thiệu lên Phúc Lâm Bảo Đường xem thế nào. Chân ông ấy thì không teo, không ăn uống cũng này được. Ông bảo bây giờ ông cầm ý, nói như nào, nhưng mình cầm con dao, ông bảo cầm con dao ngay cảm thấy nó không chắc. À. Đấy, kiểu nó đơ đơ cái tay. Nó tê tay là do là thoát vị đốt sống cổ này. Vâng. Đấy, thế còn ví dụ mà đau lưng đau chân là nó thoát vị đốt sống lưng. Nó bảo là bị mới đốt ở lưng, bây giờ nó kiểu là nó chèn cái dây thần kinh, nhiều lúc thì ông đau đầu, đau gáy. Vâng. Đấy, nó chèn. Cái đấy là bên cháu là điều trị được mà. Ừ. Chào bà. À, bà. Đây là bà. Đây là chị gái của vợ. À chị gái của vợ. Chị gái của vợ của vâng. tôi. Vâng. Đấy vâng. này ở ngoài kia người ta ủng hộ, người ta cho ít bảo đi. À thế người là. Ta bảo chật chứ bảo bảo bá thì ra nay hộ con. Vâng. Thì cháu cũng nghe thấy là cái thông tin chia sẻ là ông phải đi vay từng 200.000 để mang ra viện cho hai bà cháu. Vâng. Vất vả quá. Rồi. Để cháu ra trao đổi qua với cả cô tí. Ừ. À, cháu chào bà. Cháu vừa mới thấy ông giới thiệu qua là bà là chị gái của bà Tất đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thế thì cháu cũng chia sẻ với bà là cháu là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Nam Dược Phúc Lâm. Vâng. Thì là mỗi tháng thì cháu cũng có trích ra một khoản doanh thu để đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Vâng, vâng. Thì nắm bắt được tình hình gia đình ông Đạo bà Tất là cũng vất vả như thế thì vâng. nay cháu muốn đến để tìm hiểu và hỗ trợ cho vâng. gia đình. Vâng. Vâng. Tôi cảm ơn các bác. Đây cháu nó à chồng chị vợ mẹ nó thì chán trò, nó bỏ nó đi, nó chả về nữa, mà nó từ lần thấy nó giờ nó chẳng có đâu nào cả bóng bà khổ. À. Không có nổi con nhiệt ta nói hoàn cảnh khổ lắm đấy. Thưa quý vị, là gia đình cũng được hỗ trợ rất là nhiều bỉm đây này. Vâng, đây ôi trời ơi, nhiều quá, ba cháu này cố rồi hết này. Vâng. Bỉm với quần áo, cái bá bái như thường là bái đằng lên còn vâng. gì thì phải đăng lên thì mọi người mới biết được vâng. mới giúp đỡ được chứ. Thế Việt Nam mình là vâng, tinh vâng. thần tương thân tương ái rất là cao. Đấy, vâng. chỉ cần là biết ở đâu khó khăn thôi vâng. phải đăng lên cái là người ta sẽ giúp đỡ rất là nhiều. Mẹ đúng không bà? Mẹ cháu chán quá, mẹ nó không nuôi nổi con. Khổ quá nhỉ. Nó bỏ con rồi, nó đi rồi, nó có ở về. Đứa bé có. Đấy, ông để trên nhà cho con cho nó sạch này con. Hoàn cảnh. Để vào đâu ạ? À? Ông cháu để trên không, nhà để sạch. Trên nhà cho nó sạch vâng, sẽ. Đây thế thì bà ra đây bà chia sẻ một chút để cho khán vâng. giả của cháu để hiểu rõ vâng, hơn vâng, về cái vâng. trường hợp này. Vâng. Cũng vừa mới ngồi nói chuyện với ông được một bà, lúc rồi. Bà cháu đã nói, bà cháu hay nghĩ tủi thân lắm. Vâng. Mẹ nó nhưng mà đấy là sữa người ta trò. Nó lại nỡ lòng nào mà nó lại bỏ con như thế nhỉ? Nó hai đứa chồng của nó bỏ cả hai rồi. Ui giời. Nó một đứa chồng trước nó cũng bỏ rồi. Nó bỏ cả con, nó đưa chồng này nó cũng thế thôi. Ui giời, cái này khó lấy thế. Đấy. Đấy, bao nhiêu là bỉm với sữa này. Rồi thì các quần bác, áo này. Cho nhiều tuyệt quá. Vời quá. Thế nào. Mẹ bà ấy bảo, ông ấy bảo là ra nai thì ba cháu còn đi cắt cỏ xong ba cháu mới ra nai được. Vâng. Này còn quần áo mới khối này nữa này. À. Quần áo mới họ mua cho Tất này. Đấy, ông cất vào đi cho cháu nó dùng dần ông ạ. Vâng. À. Cháu dùng cả năm được, năm nay cháu không phải mua bỉm nữa. Quần áo mới Tất nhiều đấy à. Ông đem Tất vào. Thế rồi. Là bé đấy là con trai hay con gái hả cháu bà? Cháu con gái 13 tháng tuổi rồi. À. Nó mòn mỏng nhìn nó chán lắm. Vâng. Nó bà nó thì chứ cho nó ăn gấu đỏ mấy thì nó có chất ở đâu. Ui giời, cho ăn mì tôm á? Cho ăn cái gấu đỏ, cháo gấu đỏ rồi. À cháo. Hồi xưa chị em nó sinh nhau mắng cho ăn gấu đỏ nó có chất gì? Thì cơ bản là kinh tế có đâu. Vâng, mẹ nó không quan tâm gì đến. Khổ quá mất. Chưa từng có còn đàn bà gì, có loại đàn bà thế. À. Vâng. Còn cái cầu sữa này thì bà nó bảo là về cho cháu nhà bà lớn. Vâng. Người ta cho cái cầu sữa này bà ấy bảo là cháu nó không hút được đâu. Nó còn... Ừ, cái sữa này trẻ con mười mấy tháng là nó chưa uống thế được. Thế là bà, vâng, mấy bà ấy bảo đây. Đây, bà vào đây, bà ngồi, bà chia sẻ cho cháu
cũng như quý vị khán giả được biết rõ hơn về cái trường hợp này. Cháu nghe thấy mà cháu vừa thấy bức xúc mà thấy vừa thương cho gia đình. Thì hôm nay cháu phải ra tận đây để xem có hướng nào để mà giúp đỡ đấy. Vâng, đấy. Đây đây, ông ngồi đây. Ông thì mắt kém. Vâng. Mắt kém chẳng như thế. Bỏ cái nón ra cho nó đỡ nóng. Đấy, tôi ngồi ngoài này cho nó thoáng được. Vâng. Đây, cháu quạt cho. Thôi, ba cháu ngồi, cháu ba cháu về nấu cơm đi đấy. Vâng. Đấy. Ông ấy đi đi, ông ấy đi khỏi rồi. À. Ông đi đâu rồi? Thế là ba cháu này, bảo thì em ra nào cho cháu theo bà ấy bảo. Họ nội nhà không có người cả. Họ nội nó không có ai mà nhờ, chính mình nhờ đàng hoàng vậy. Thế thì đi, đấy nhà cháu này thì anh em nó đi làm tất đấy. Thế là chả có ai. Cái đứa này nó bảo con đi học, nó đến nhờ đó thì dài hộ nhưng mà nó còn đi học. Thế là ba cháu đi cắt cỏ, nó mới bảo. Thế thì bà lúc nào già thì bà thì đi cắt cỏ về xong rồi. Thóng già thì điện thoại này hết tiền bảo điện vô giống mày bắn thì nhà mẹ mình mẹ gọi cho gì. Xong ra thì hai ba cháu nó ham nhau ở ngoài cổng rồi. Ta không thế giả. Cho cháu hỏi là cái tình trạng sức khỏe của cháu bé bây giờ nó như thế nào vậy? Người ta bắn là cũng tạm được thì cháu nó về rồi nó phải rồi nó phải bổ bổ. Đang là nhiều cái bá bên cạnh bảo cái thuốc là tốt nhất thì bà ông ba cháu bắn là bà thuốc nào giờ các bà già không biết cái gì đâu. Thuốc là tốt nhất thì bà mua thế là nó bắn là cháu mua cho con cháu thuốc này thì cháu mua cho cháu bà thuốc này bà yên tâm. Thế thì là nó mua cho rồi nó bảo nó chiều đến người ta ship đến thuốc chẳng biết gọi là thuốc gì bà nói thuốc tốt để cho cháu nó khỏe nó thế bà có biết lý do vì sao mà mẹ cháu nó bỏ rồi. Cháu không lý do vì sao nó chỉ tình nhân mua nào về để có ông nào cho ông bà đâu để làm chẳng có ông nào cho ông bà sữa còn phải bù chịu ông ta vẫn chưa ra được kìa mẹ chán đời quá mẹ thế nó không làm được không bà có hay trước nó yếu nó không làm được con nó yếu nó không làm được yếu à nó yếu mà nó hay là nó nuôi được không biết mẹ nó về đây cũng thấy mẹ nó nuôi nó là theo mẹ nó chẳng có giống mẹ nó nuôi nó to béo đẹp lắm nó trắng trẻo lắm nó có nạm được mà nó chẳng thấy ông ba này đẩy nó cái quẹo tư dưới lên mà nền nó chẳng làm trò cái gì cả nó cứ nhà là ông con rồi hai ông bà đẩy nó thì xe ruồn lên dốc đây bà chả có trả thuê công nông đẩy xe tư dưới này nền đẩy mà bốn xào nó mà nó chẳng làm được. À, thế nói chung là ông bạn này là cũng hơi cũng lười. Bạn này biếng rồi. Mà. Dư có ông bà này. Bà thế trước nó về đây làm dâu thì bà có hay nói chuyện tiếp xúc với nó không? Nó cũng ít đến thỉnh thoảng nó vào nhà nó thì đi đâu thì nó ngồi ở đấy nó chả cần gì về. À. Thế thì bà mẹ thôi. Từ khi mà bạn ấy đi rồi ấy thì là có ai liên lạc được không? Hôm mới đi có liên lạc đâu, bây giờ chẳng biết bằng không cứ không cho liên lạc. Bây giờ chồng nó điện lấy hỏi bà nó bảo là điện cho vợ nó về bảo là về không có tiền thì làm về có thấy người ta ủng hộ bao nhiêu đây không nó bảo chồng nó điện nó là bảo là nó không về được này bảo hỏi thế cho con 2 triệu nó bảo nó không có tiền thế chán đời mẹ thế thì trên cái video này thì bà có lời nào mà muốn nhắn nhủ đến bạn ấy không đấy nhắn ấy nhắn với bạn ấy luôn nhắn với bạn ấy thì chỉ nhắn nhủ là các bác bảo cháu nó về mi còn nó xem nó bảo nào ba chỉ nhắn nhủ thế rồi ba chả biết nói thế gì ba chỉ bảo là thôi thì giờ về mới con thế giờ con nó nụ mà giờ chồng đi làm vợ cũng bỏ đi thì ông bà già không làm thì không chăm được con đâu con nó mày càng ngày càng mỏi mòn thế để cho nó về xem nó có về không em ba cháu đoán chắc nó không về đâu nó đi làm đâu thì ở bán nhỉ nó đi làm thì nó không cho xu nào mà nó cứ tiêu hết tiền nó lại đi không đâu đi nó cũng đã chặn nó đi đấy không đâu đi nó cũng chặn nó đi đấy cái tính con này thấy nó chỉ tình nhân vô làm không làm được đâu về được không chống nổi nó cứ đi làm hết nó có làm được cái gì đâu hôm ba đi cắt hộ lúa ở dưới này ba biết rồi hai ông ba đợi lúa cả buổi sáng nó chả làm nó ôm con xong đi ông ba phun lúa mấy đi đây phun lúa nó cũng chả phun trò nó cũng cứ ôm con trong nhà này thế bà con chồng đây cũng khổ suốt đời thôi được rồi thế thì qua cái video này thì thật sự là anh cũng vừa mới thăm qua gia đình và cũng nghe qua cái câu chuyện mà nói về em rất là nhiều và hai nữa là đấy tình hình là sức khỏe của cháu bây giờ là cũng đang bị bệnh mà như thế và chi phí các thứ thì cũng rất là hạn hẹp và khó khăn thế em tên là gì ạ? Cháu tên là Bích. Đấy, Ngọc em Bích nó ghi nó bằng Ngọc Bích không phải Ngọc Bích gì em Bích mà có xem được cái video này ấy, thì là cố gắng làm sao là về để mà chăm sóc cho con cái để sau này ví dụ như cháu nó lớn thì em muốn đi đâu cũng được nhưng bây giờ cháu nó còn nhỏ như thế nó rất là thiếu thốn cái tình thương chăm sóc của người mẹ. Đấy, bố thì cũng có thể là đi làm xa ít khi về được nhưng mà
khi mà cháu nó còn nhỏ như thế là rất là cần cái vòng tay hơi ấm của người mẹ. Dạ, mẹ bỏ con đấy, mẹ ra tôi chả hiểu nên này. Là cố gắng. Người ta phải cá chuối đâm đuối về còn. Đúng rồi. Mẹ. Hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Thì không hiểu ra đấy. Nào, chịu. Đấy, qua những cái câu chuyện, những cái thông tin về những cái vụ nọ vụ kia, người ta đề cao tình mẫu tử. Ai con gái con lấy bỏ con chịu rồi, đấy tiết khổ, đấy phải xem ba phải khóc với mẹ, mày bỏ con thế à? Chưa từng có. Người là người bỏ con nha, hoàn cảnh không có phải phim mà chăm con chứ. Ông bà thì xả. Con ba hay cho ăn gấu đỏ, bà ra bà bảo cho ăn thế này thì cháu xỉn nữa à. Đấy, 13 tháng tuổi mà ăn cái cháo gấu đỏ. Ai cho ăn cháo gấu đỏ. Con giấu nhá bạn, nó bảo. Khổ quá mà. Con giấu nhá bạn, nó bảo là nó không đi nằm, nó đi nằm. Con rủ con nó đi nằm thì nó nên, thì nó nằm ra tiền này. Con giấu nhá bạn, nó bảo thế nhưng mà nó không nằm được đâu. Nó yếu nó không nằm nổi đâu. Nó không. Người nó phải về thì mình một đứa chồng thế rồi dân đâu này phải chăm con thì không bỏ nó đây ra nào. Ai phải thương cái đứa cháu, mình chỉ thương đứa cháu của bác ấy. Đúng rồi. Đứa cháu nó bé bé nó cũng cái gì thì nó nụ quá nó bé quá rồi ra viện này nhìn nó càng mòn tự như thương cháu. Cháu mòn quá. Mà mẹ thì bỏ không mẹ hiểu cái kiểu bỏ. Gì. Bây giờ mẹ phải chăm con chứ, ai để con thế. Đấy mẹ. Đấy mày xem video mày xem ba Toàn phải khóc mày con mày không? Phải thương đứa con, mình không nên bỏ nó. Đứa trẻ nó có cái tội lỗi gì đâu. Mà mình đi mình ăn uống tiêu pha phải vừa được còn để dành tiền nuôi con chứ. Ai bỏ con thế? Đi làm xác định đẻ ra mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày cái tình mẫu tử mà, rất là thiêng liêng. Mai kia con nó lớn thì nó chả chả ấy đâu, mình phải thương nó mới thương mình. Bỏ con thế bố mẹ mà cái ông bà mình bố nó nói là nó chả thương đâu, mình phải thương nó đây. Mình khổ về đất nông thôn khổ với chịu khổ đã xác định lấy nhau rồi thì là mà lại còn có bầu mang thai đẻ con ra thì phải có trách nhiệm với con cái chứ. Mình phải có trách nhiệm cứ chướng bản thân mình, đi đâu cứ chướng bản thân mình thì ai thì sướng được. Đúng, đẻ con ra phải nghĩ thương con, mà ăn thì ăn đi, ăn cái gì cũng thế, ăn vừa thì còn phải đi để lại tiền cho con mà nuôi con. Không đi làm, không ở nhà nuôi con thì phải gửi cho ông bà mỗi tháng không nhiều đến 2 triệu rồi. Mà không đấy. Không có chuyện. Ông có lời nào mà muốn nhắn đến cái Bích không? Ông nói cho tôi ông nói Bích ông bây giờ thì tôi chỉ mong muốn nó làm sao nó về cho nó chăm con chăm cái cho nó có mẹ có con, mẹ con nó thoải mái thế thôi chứ còn chẳng. Mà bây giờ ông bảo, chẳng nghe thì ông bảo cái Bích chịu. Nó câu. Vâng. Đấy, nó đang xem video này vâng. Thì ông nói nó này. Thì đấy chị bảo nó bảo bây giờ con ốm nằm ở viện đang yếu đấy thì về giọt máu để ra thì thương nó thì về mà chăm sóc nó. Đứa con, trẻ nó có cái tội con, tình gì đâu mà. Nó nói ông thông cảm bây giờ ông bà bằng nào được bố mẹ nó được. Vâng. Đứa con đẻ ra bao giờ là mẹ nó là trên hết. Vâng. Bây giờ mẹ nó bỏ đi rồi thì đành ông bà nội phải đang mang thôi chứ chả làm nên là chả ai bỏ được. Vâng. Mà thế thôi. Mẹ thì ông bà thì già yếu rồi có làm được cái gì ra tiền đâu mà nuôi cháu. Có chăm đến mấy chăng nữa cũng không thể bằng mẹ nữa được. Mà. Con người ai cũng thế rồi, những cái ông thế thời các ông thế mà ai cũng phải có bố có mẹ. Mà. Bây giờ đẻ ra mới được có tuổi đầu mẹ bỏ đi giờ chả nhận đến mẹ. Mà. Thế chú có lời nào mà muốn nhắn đến chú là Niên ở hàng xóm ở trong dân Vạn Yên nhà mình, tôi con đấy là những thì ai cũng thế thôi, đẻ con ra thì nên đương nhiên là ông bà chồng con là cũng rất mong con là về với lại gia đình mà chăm sóc con cái. Bây giờ các con là đang ở viện, năm nay từ ngày con bỏ đi bây giờ là con của con ấy là nó rất là yếu đấy, mà nó rất là nhớ mẹ. Thì con xem cái video này ấy là chú bác là bác Niên ở Vạn Yên mình thế này, con biết bác rồi thì như thế là bác nói như thế để cho con về sum họp gia đình là để sau này để nuôi các con các cái về phần sau này đấy. Là như thế đương nhiên là bác là hàng xóm ở trong dân thì bác cũng chỉ biết nói với con là nhắn nhủ với con một điều là mẹ đẻ con ra là phải nhớ con mà phải chăm sóc cho con. Thế bây giờ để cho ông bà bây giờ này như thế già yếu, mắt thì bố thì không nhìn thấy, thế mà trong khi đó bây giờ mẹ thì yếu không làm gì được ra tiền, thế mà con vừa rồi con của con ấy là nằm viện 3 tuần
đến giờ phút đến giờ đến hôm nay thì mới gọi là tạm được là như thế, là bệnh viện người ta mới xuất viện cho về. Thế mà trong khi đó là khuyên góp là của ngoài bệnh viện người ta cho rất là nhiều thứ là sữa này, bỉm này. Thì hôm nay là bà Toàn ấy là bà ấy vừa mới nai về ở từ ở viện về đây này. Đấy cho nên là bác chỉ biết nói với con là thôi, tất cả những cái gì về trước là con bỏ đi. Là nhìn thấy những cái đứa con của mình đẻ ra là con về với lại gia đình, với ông bà, với chồng, với con để cho nó có mái ấm gia đình con ấy. Thôi bác chỉ biết nói với con thế thôi nhá. Rồi, cảm ơn bác rất nhiều. Thế thì qua đây thì anh Đạt cũng chia sẻ với em là anh biết được rằng là khi mà em đã rũ áo ra đi thì chắc chắn sẽ có một cái lý do gì đấy. Thế tuy nhiên ý, thì là em phải nhìn vào cái đứa con của mình, đấy là cái trên hết để mà mình hướng về với quay trở lại. Và khi mà em quay trở lại về với gia đình ý, thì là nếu mà có khó khăn gì thì đã có anh Đạt đây rồi, thì anh sẽ là hỗ trợ cho em hết mình, kể cả về công việc, về kinh tế, tất cả mọi thứ. Miễn làm sao em về đây để mà cho cháu nó có cái tình thương của người mẹ. Và cái ông bà để chăm sóc cháu thì không thể nào bằng mẹ chăm sóc cháu được cả. Đấy, cho nên là tất cả mọi người ở đây, khi mà em về đây thì không có ai là trách móc em một cái điều gì cả. Đấy, và thậm chí là anh Đạt cũng sẽ luôn luôn sẵn sàng là hỗ trợ giúp đỡ cho em để mà quay trở lại cái cuộc sống bình thường. Và thậm chí là tạo cho em công ăn việc làm hoặc là hỗ trợ cho em để mà em có cái kinh phí để mà điều kiện để mà chăm sóc cho con của mình, để tránh được sau này khi mà con nó lớn rồi là nó sẽ oán hận người mẹ mình cả đời. Đấy, đấy, thế cho nên là cố gắng nha em nha, nếu như xem được video này thì cố gắng là về với gia đình nhá. Đấy, thế còn hôm nay là cháu nó được xuất viện hả ông? Hay cháu là chưa? Nay bác sĩ bảo nó vẫn còn ấy, mới được 80% cái khả năng thứ hai nó mới về. À thế là chiều nay bà ấy bảo là chiều nay bác ra này em đi, người ta bảo thôi thì nó cũng chưa đỡ lắm nhưng mà cho cháu về đã. À thế cháu về được cứ bôi bổ vào cho cháu, có thế nào thì lại cháu. Vâng, thế chứ thì là hay là cháu ra cho đón về nhỉ? Thế nhưng mà chiều mới được xuất viện. Chiều mới được xuất viện à? Vâng. Chiều mới được xuất viện. Vâng. Thế để cháu tính toán xem nào. Chiều này thì mới được xuất viện thì là thấy gì cháu bảo là lúc nào mà xuất viện thì em gọi bác già là này. Vâng. Đấy, cháu có xe ô tô đây này, đón luôn về, còn đồ đạc lỉnh kỉnh nữa, thì lai làm sao đi xe máy được, đúng không bà? Thế nhưng mà lại chiều mới được xuất viện. Vâng, thế rồi để cháu xem như thế nào thì cháu sẽ đấy hỗ trợ một thể luôn. Vâng. Các bác có ấy thì cháu này đi ô tô thì sướng quá. Vâng, đấy. Không, bà cháu này xe này. Ui, đi xe đấy, chết nắng ra, nó đang ốm dở. Vâng, đang ốm dở mới, ba cháu không biết xe máy, còn mỗi cái này nhà cháu hoàn cảnh anh em chả có ai. Vâng. Các cháu đi nào ở xa ấy. Các cháu đi nào ở xa ấy thôi. Vâng. Các cháu đi nào ở xa ấy thôi, không có gái. Vâng. Đi xe này thôi. Rồi. Vâng. Thế thì ấy nhá, để vâng, cháu xem là chiều như thế vâng, nào. Vâng. Vâng. Bác yêu con ạ. Cháu cũng chia sẻ với bà là cháu cũng vừa mới vào trong nhà rồi, gặp vâng ông ạ, nhà mình rồi. Vâng ạ. Thì ông cũng có chia sẻ qua cái hoàn cảnh gia đình nhà mình. Vâng ạ. Thì là cháu cũng đã có một cái phần hỗ trợ cho gia đình nhà mình rồi. Vâng ạ. Thì cháu cũng muốn là ra đây để là thăm gặp trực tiếp bà. Vâng ạ. Cũng muốn là gặp cháu xem là đấy, thấy ông chia sẻ như thế thì cháu thấy là cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Vâng ạ. Đấy, thì cháu cũng muốn là gặp bà để mà bà chia sẻ thêm để cho quý vị khán giả của cháu là biết thêm về những cái khó khăn vất vả của gia đình nhà mình. Vâng ạ. Vâng. Vâng ạ. Thì hoàn cảnh nhà cháu thì là ông cháu ngày xưa là bị bệnh động kinh. Vâng. Thế thì cháu sợ, cháu thấy mà ông cháu rất sợ tiệc. Vâng. Ông cháu nó ngày xưa bệnh động kinh, thế mắt kém là từ lúc còn nhỏ mới sinh ra. Vâng. Thế thì hai vợ chồng cũng lấy nhau nận nổi được hai mặt con. Vâng. Thế thì gả con chị xuống dưới Tiên Phong đấy thì được 4 người con, thì mấy chồng nó cờ bạc, nó đánh đập khổ quá thì nó mới về. Mới về thì năm ngoái thì nó về, nó đi thân nhau mãi thì năm ngoái nó về nhà tôi. Vâng. Thì nó đi làm thì nó lại gặp cái anh ở Nam Định, thì năm nay cũng
cũng vừa mí ấy cho cháu, cũng vừa cháu nhà đi bước nữa. Vâng. Thế còn bố cháu thì ba cháu lo cho bố cháu năm ngoái thì được 10 tháng tuổi thì mẹ cháu bỏ đi. Vâng. Thế thì bảo mẹ cháu đi cấy đỡ cho ba, mẹ cháu bảo là con cấy trên lúa, bà đi gần mẹ cháu bảo là nhậm. Thế bảo mẹ cháu đi may thì mẹ cháu bảo bố không biết con đâu nưng à. Thế thì gia đình nhà tôi bó này thì mẹ cháu bảo là hôm mẹ cháu bảo là bố mẹ cho con lên ngoại, nay bà ngoại con đi làm về cho con lên ngoại chơi buổi. Thế bà cháu vẫn lại ra bến xe bệnh viện đây. Vâng. Thì cháu lên xe là tư là đi đi là cái đứa cháu nhà tôi không được cú điện thoại nào của mẹ gọi về. Vâng. Cho nên tôi ấm thầm tôi nuôi cháu tôi 20 ngày trời ở viện. Thế là bây giờ này thì cháu nó cũng đỡ 80%. Thì bác sĩ cho về và nó sợ nó lấy xéo quay lại lần nữa. Vâng. Thì khổ cháu. Thế thì cái cháu Hạnh đấy thì mi bảo là con thương bà, thì con chả giúp đỡ được gì bà, thì con đăng lên Facebook thì để mà các anh em hội đồng hương Ba Vì đấy thì có ai giúp đỡ được bà được đồng quà tấm bánh được bịch bỉnh nào đồ chữa nào cho cháu thì người ta giúp đỡ, thì cũng nhiều người hảo tâm cũng giúp đỡ cho gia đình nhà cháu. Vâng. Thì cũng được gần chục bịch bỉm. Vâng. Mình 4 hộp sữa, mình lại quần áo được 5 bộ quần áo mới, mình lại cấp phong đây là ủng hộ góp lại là mua cho cháu trên mạng được 5 bộ quần áo mới. Vâng. Thế mình các bác các cô các chú thì có lòng hảo tâm thì cứ đưa cho cô ở Yên Bồ đấy. Thì vâng. Cô lại bảo được là bà cầm lấy tiền để con chụp ảnh, không có người ta lại bảo là con đăng lên mà để con lấy tiền của bà. Vâng. Đấy. Thế vâng. Thì nào cũng có tiền, nào cũng có cô nhảy ảnh đồng ý. Thế nên cô mới bảo là cô mới cái anh nào vậy hợp tác với nhau là đăng lên để mà giúp đỡ cho cháu, thì người làm để mà giúp đỡ cho cháu thì bảo là hôm nay thì nhà cháu được 20 ngày rồi cháu ra viện thì xóa bỏ cái ý đi, bây giờ ai mà có hảo tâm thế là đến nhà cháu hỗ trợ cho cháu đông qua tấm bánh thì là về nhà cho cháu là cháu không ở viện nữa. Vâng. Vâng, thì nãy có cái bác sĩ nào đến để bảo là cháu Ngọc Ánh 9 tháng tuổi. Thế bảo không ạ, hôm nay không có ai. Thế rằng bác ấy xem lại bảo thế là cháu Ngọc Anh, cháu 13 tháng tuổi. Bảo vâng, thế thì chiều cháu được xuất viện à. Bảo vâng, bảo thế em trai tôi ở dưới Hà Nội người ta có tí qua nhưng mà nó không lên được, thì cứ biết thế đã. Vâng, đấy. Vâng. Là bác sĩ chả biết bác ở khoa nào, bác con trai bác đến đây bác bảo thế. Vâng. Thế cái cô nào ở Tây Đăng ấy, thì mấy bà cháu ở Đăng hỏng. Ê, cô ấy gọi điện thì bảo là bà có vẻ bà Tuất ở trong Văn Yên không? Bảo phải. Có vẻ là bà của cháu Ngọc Anh không? Bảo vâng. Thế cháu có tí quà cháu muốn gửi cho cháu thì bà xuống sảnh tầng 1 thì cháu đưa cho. Bây giờ cháu đang ở Tây Đăng cháu lên khoảng 5 phút nữa. Vâng. Thế bà cháu đang đi xuống thì gặp cháu Hạnh đấy thì nó bảo là mình quay lại. Vâng. Vâng. Thế thì cháu bé bây giờ là sức khỏe nó ổn định dần rồi đúng không ạ? Vâng ạ, cháu bác sĩ này bác sĩ khoa trưởng khám là cháu đỡ được 80%. Vâng. Thế bây giờ cho cháu về để mà cháu điều thuốc men điều trị thêm ở nhà. Vâng. Phải ở đây là cứ cuối tuần là nó hay lấy xéo. Vâng. Thế từ khi mà mẹ cháu bỏ đi thì là cháu nó có biểu hiện gì là nhớ mẹ hay là khóc quấy thì không ạ? Không ạ, cháu ngoan ạ. Vâng. Vâng. Cháu ngoan, cháu ở với bà cháu ngoan ạ. Vâng. Thế thì từ cái ngày mà mẹ cháu đi đến bây giờ là bà cũng không liên lạc được gì đúng không? Không liên lạc, không ai liên lạc không được liên nhưng lạc mà được nó lại vẫn liên lạc với bố cháu. À. Thế hôm trước bố cháu đứng ở đây thì vâng. Bố cháu bảo là con bé nó ốm một tuần, hơn một tuần này rồi, gần một tuần rưỡi rồi thì mày về mà chăm con nữa cháu bà, bây giờ bà lại ốm, con lại ốm. Vâng. Nó bảo là nó không về được. Thế bảo là thế mày không về được thì mày chuyển cho bà mới 2 triệu để bà con chăm con. Bà đang ở viện Ba Vì đây, tầng 4 khoa nhi, phòng 1. Nó bảo là
nó ốm đau mà nó không có tiền, có thích thì nó bán thận đi để mà nó gửi về cho. Nói là mẹ của đứa cháu nói. Đấy, thưa quý vị, là một trong những cái lời nói mà rất là vô trách nhiệm với đứa con của mình. Thật sự là, nói chung là đấy, quý vị có thể nhìn thấy được rằng là cháu bé rất là xinh, rất là đáng yêu như thế này. Chắc là mấy hôm nay là ốm, thế là nó cũng sụt cân đi đấy chứ mà nhỉ? Cháu thấy vâng, cháu, người nó hom hem quá. Vâng, cháu tụt cần. Thế thì đường bản là đấy cô bà nãy mà bảo ba cháu quay lại đấy, thì cô bảo là bây giờ các bà các bác các cô các chú có lòng hảo tâm cho cháu thì con đứng ra con quen biết thì con đi mua cho cháu lấy ít thuốc bổ đề kháng cho cháu tăng lên cho cháu khỏe cho bà đỡ khổ bà. Vâng, thì đấy là cũng là tiền của cháu thì bà cô cứ đi mua cho cháu cho bà cháu thì, đấy là tiền của cháu thì bây giờ ai mà cho thì bà cháu vẫn phải dành dụm để nuôi cháu, còn lớn khôn sau này được năm nào được tháng nào thì cho bà cháu đỡ. Còn năm ngoái thì là bố cháu cũng bị đi làm một công ty sữa trong Tân Ninh, bố cháu cũng bị tai nạn. Bị tai nạn bố cháu ngã thang đang làm này xong nó trượt chân thang xong bố cháu bị chảy máu đầu chìm. Thế là ở viện mất 1 tuần đấy. Đấy, bảo hiểm không có. Thế bây giờ thì trưởng hôm qua là chủ tịch xã mới là gọi điện vào cho thôn bảo là gia đình nhà ông Tất Đạo như thế có đứa cháu nhỏ nằm viện gần tháng trời mà mẹ nó bỏ đi có phải như thế hay không. Thế là trưởng thôn mới lại ban chấp hành đi để ban mặt trận thì bảo là có phải thì nào hôm qua các ban bệ cũng ra đây cũng cho cháu được 3,5 triệu. Thế thì xong bạn thôi đi về lại cho nhà cháu hộ cận nghèo để mai kia cháu đi học đỡ đần được trợ. Vâng, hỗ trợ được đồng nào được. Chủ tịch xã vật lại là chỗ anh Tú nhỉ? Vâng, đúng rồi, hôm qua bà cháu cũng mới biết. Tuyệt vời. Đấy, thưa quý vị là cán bộ địa phương, lãnh đạo xã Vật Lại thì cũng đã có thăm hỏi động viên, cũng rất là quan tâm đến cái hoàn cảnh nhà bà. Vâng ạ. Thì qua đây thì bà có thể gửi lời cảm ơn tới các chú, các bác, lãnh đạo. Vâng, thì cho ba cháu nhà cháu gửi lời tất cả các toàn thể các ông, các bà, các bác, các cô, các chú thì đã quan tâm đến gia đình ba cháu nhà cháu thì gọi là ba cháu chẳng biết nói gì hơn. Thì bà cháu chỉ biết là cảm ơn giúp đỡ cho gia đình bà cháu và giúp đỡ cháu Ngọc Anh. Vâng. Thế thì qua đây thì bà có lời nào mà muốn nhắn nhủ đến bạn Bích là mẹ của cháu Ngọc Anh hay không? Bà có muốn nói gì với Bích thì bà nói qua cái video này thì là Bích nó sẽ nghe thấy và... Thì đấy thì đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Nếu mà về xin lỗi ông bà mà về mà làm ăn nuôi con thì về, hay là không về thì để cho ông bà biết. Thì hôm xưa bố nó bảo là đi gặt ở ngoài đồng thì là nó điện cho bố con bé này thì bảo là không đi làm ư. Thì bố nó bảo là mẹ mày chứ ngày mùa ngày màng gặt chìm cái này nước đến bụng mà không về mà gặt đỡ cho ông bà lại còn bảo là đi làm, làm ngày nào thì làm việc tự do thì làm lúc nào chả được. Theo nó bảo em đâu, bảo em ở nhà ấy, gửi trên nhà ông Đoàn, là gửi trên nhà ông anh trai để đi gặt. Thì bảo gửi trên nhà ông Đoàn ấy, em đâu ở ngoài đồng đây. Thế xong thấy bố con bé này nói lại, cũng đứng như đời mới đời, bố con bé này nói lại bảo rằng là mày đấy là mày về hay không, là tùy ở như mày, tao không biết. Mày muốn về thì mà về mà xin lỗi ông bà. Bởi vì là trước là cháu về xin lỗi 1 lần rồi, cháu đi làm, cháu bỏ, cháu đi theo giai. Là cái anh hàng xóm, anh ấy lái taxi ở sảnh đấy, anh ấy mới anh ấy mới bắt gặp. Mới đầu là nó, lần đầu tiên là nó che hai tay lên mặt thế này, nhưng mà anh lại lượn, thế là anh ấy lượn vòng cái này đến tận nơi. Thế nó bảo anh Khánh à, thế bảo em đi đâu đấy, bảo em đi uống nước. Thế lần sau anh lại gặp tiếp, thế gặp tiếp thì lần sau là anh con trai ngồi đây, con dâu nhà tôi ngồi đây và một đứa bạn gái nữa ngồi đây, là anh con trai ngồi vắt tay vào thế này. Thế thì tôi về, tôi anh ấy bảo thế thì tôi cũng bảo là anh con trai ngồi giữa, con ngồi một bên và bạn gái con một bên, anh hai bạn trai ngồi đây. Xong nó giả vờ nó im im, xong nó bảo
đấy là anh ấy mỏi quá, anh ngồi anh ấy dựa ra ghế đằng sau này. Vâng. Nhưng mà chứng tỏ cái anh ấy là sinh năm 88, ở cạnh nhà tôi, anh lái taxi. Thế anh ấy về anh bảo tôi thế bạn là bà thím ấy cũng là hàng xóm thôi nhưng mà ít tuổi, nó gọi là thím, nó tôn trọng. Nó bảo bà thím ấy có tính thế, bạn đừng cho thím đi làm quán bia nữa. Bảo như bây giờ nó thích đi làm quán bia. Đi từ 3 giờ chiều đến 11, 12 giờ đêm mới về thì được có 100 nghìn thôi, cũng trả được nhiều. Thì xong thì hôm bố con này mới đi chợ ngoài của ngoài đấy thì mới tạt ra quán. Hôm ấy nó bảo nó đi làm buổi sáng, con chủ quán ốm. Thì nó đi làm buổi sáng thì đi ra đi chợ cho anh ấy. Thế xong thì nhưng mà không phải. Xong là nó đi lên Bắc Giang, xong vâng. Tối thì mới nộ ở cái chỗ ý. Thì ra xong là nó bảo nó đi xin tiền. Vâng. Thì tôi bảo là bây giờ mẹ sống 58, 59 rồi, sắp 60 rồi. Mà mẹ cũng chưa phải đi xin ai một đồng nào. Lúc nào mà chả có thì chị gái đi làm đôi được ở nhà chúng cháu bảo. Chị ơi có cho em chầm nóng tiền điện hay là em mua thuốc của cháu. Thì chị lại cho chầm 200. Thế mẹ chưa phải đi xin ai. Bây giờ nói có các anh là đoàn thể thông cảm. Vâng. Bây giờ mày trả cho nó khi nào người ta cho tiền ở anh. Bây giờ bảo đi lên xin người ta triệu, 2 triệu thì bây giờ anh phải nuôi con anh mà tôi phải nuôi con tôi. Thế bây giờ người dưng lại bảo đi lên 9 triệu, 2 triệu về tiêu thế thì không có rồi. Vâng, được rồi. Thế thì theo những cái lời bà chia sẻ cũng như là ông cũng chia sẻ rồi thì hàng xóm láng giềng cũng xa, hôm nay cháu đến nhà bà mà. Vâng. Thì cũng rất là nhiều người đấy cũng đến chia sẻ về cái trường hợp của con dâu của bà. Thì nói chung là theo những lời mọi người chia sẻ thế là con dâu của bà là rất là nhiều những cái đức tính là xấu. Vâng. Và đặc biệt là đấy, cháu nó nhỏ, nó bé như thế này mà nỡ lòng nào mà bỏ con như thế. Mà ông bà thì ông lại là bị động kinh từ nhỏ. Vâng. Đấy thì bà thì cũng già yếu, cũng không có công ăn việc làm gì. Thì bố cháu thì đi làm thì thu nhập thì không có. Vâng, bố đấy cháu thì đi làm bây giờ tiền lãi, tiền điện. Vâng. Tiền sinh hoạt, tiền sữa cho con. Vâng. Đấy, là bố bây giờ một mình bố cháu là phải gánh nặng cái chỗ ấy rồi. Vâng. Tiền lãi thì tiền lãi hàng tháng. Vâng. Nhà cháu phải ngân hàng. Vâng. Thế mới lại tiền điện hàng tháng. Thì bây giờ phải đi làm thì bây giờ mẹ ở nhà mẹ đi làm đôi thì hay ai bảo đi cấy đi gặt thì phải cố đi kiếm lấy hộp sữa cho con, cho cháu. Mà thì được đỡ lúc nào đỡ bố nó được đồng ý. Mà chứ không có thì bây giờ sống ngay mua luôn thì ai người ta thuê nữa. Vâng. Đấy. Thì trước mắt ấy là quan trọng nhất là cháu nhỏ này. Đấy, vâng, ông bà thì cũng vất vả mà lấy tiền nong thì cũng không có. Vâng. Thì là cháu sẽ tài trợ cho gia đình nhà mình với số tiền là 20 triệu đồng. Vâng. Để hỗ trợ cho gia đình nhà bà nhé. Vâng ạ. Đấy. Thế còn chiều nay là cháu bé nó xuất viện đúng không ạ? Vâng ạ. Thì chiều nay cháu sẽ là sẵn xe ô tô đây, cháu sẽ đón về. Đấy, và đưa về. Vâng ạ. Đưa về xong rồi chiều là cháu sẽ trao số tiền là 20 triệu đồng cho bà nhé. Vâng ạ. Vâng. Vâng ạ. Đấy, thì cũng mong sao là bà sớm là vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Vâng. Và cũng mong sao cái điều mong muốn lớn nhất là mẹ của cháu bé là quay trở về với gia đình để mà hỗ trợ cho ông bà chăm sóc cháu. Vâng. Và hơn thế nữa là nếu như mà khi mà về nhà có cần hỗ trợ giúp đỡ gì về tạo công ăn việc làm hay là hỗ trợ về kinh tế vì kinh phí nuôi con các thứ, cháu sẵn sàng cháu đứng ra cháu sẽ hỗ trợ. Vâng. Cháu thì đi giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi. Vâng. Nhưng lúc nào ở trên quê hương đất Ba Vì cháu luôn luôn là ưu tiên hàng đầu. Vâng. Đấy, mình phải giúp những bà con ở gần mình trước. Vâng ạ. Đấy thì xong đó thì mình mới đến giúp đỡ những hoàn cảnh ở các nơi khác đúng không ạ? Vâng. Đấy ạ. Và thậm chí ở Ba Vì này thì cháu cũng giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn. Vâng. Xây cũng rất là nhiều ngôi nhà và sắp sửa là ở vật lại nhà mình, chính vật lại nhà mình ấy, thì có một cái trường hợp là hai mẹ con nhà em Hoàn đấy. Vâng, Hoàn, vâng, vâng, cháu ba cháu dạo xưa đi cấy cùng với để mẹ Hoàn. Vâng. Mẹ Hoàn cũng nói chuyện. Vâng. Thế thì hôm xưa ông cháu bạn ông bà kia trời mưa, ông cháu bạn là ba Tất ơi, nhà ngàng nó hôm cái dạo bão số 3 xưa dạo sắp trước đấy thì là nó bị xô ngói. Vâng. Thì ba cháu bạn là thì thôi thì hôm nào để cháu nó ở viện về thì cái đi nhờ này này, cái mua bán ăn uống này nè thì là ở bà cháu nó tớt, ông cháu. Vâng. Ông cháu chỉ là cái trụ thế thôi. Vâng. Trụ gia đình thôi, nhưng mà
cái gì nhờ người làm mà, nếu mà về mà kia đã ba cháu mà đảo ngói lại nhà hàng đấy, mình nó xô hết, nó dột hết. Là ba cháu cái là ba cháu no tất. Ông cháu là chứ đừng là cái chợ, cái trụ đứng trong cái nóc trong gia đình thôi. Vâng. Rồi thế bà nhé, có gì chiều thì cháu ra cháu đón. Cháu đón bà về xong rồi cháu sẽ trao cái số tiền hỗ trợ cho bà là 20 triệu đồng bà nhé. Chiều 3 rưỡi 4 giờ. Vâng, 3 rưỡi 4 giờ. Vâng. Đấy thì tầm đấy thì cháu sẽ ra cháu đưa hai bà cháu về nhé. Vâng. Đấy. Thế thì chắc là video của Đạt xin được tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Đạt đến rồi. Thế còn buổi chiều nay thì Đạt sẽ đón hai bà cháu về và chi tiết câu chuyện video như nào thì mời quý vị hãy cùng theo dõi ở video tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt.